Mga Okay. ulol. Okay. Putang ina niyong tatlo. Nói gì anh dạy? Ha? Putang ina. Thôi im đi, im đi. Hey. Vâng. Đây là một ngày thường của tôi. Bắn viral là chỉ có như đó thôi. Hello. We are gonna win together. Không, để cho mình, để cho tụi nó biết là mình bị dở hơi đúng không, nên tụi nó tự động tụi nó mua tem lại không. Gọi là ông phải đạt tới một cái tầm gọi là cái răng nào đó và anh vẫn chưa vô game được, bực tức thế nha. Có cái game thôi áo hoài anh đi chơi cái fan không không ai đây, anh với mấy fan anh giận nhau rồi, tụi anh gọi là kiểu có một cuộc gọi là tranh cãi nảy lửa về việc anh bị nó hành ở trong, đó là hôm qua tôi đánh liên minh xong rồi đánh team 5 nhưng mà tôi đi mid nhưng mà tôi bị hành sắp liền. bị nó quánh như con. Tôi còn tính cuối game tôi nhắn tin nó là bố à, bố đi đâu thế các kiểu nữa, nhưng mà tôi nghĩ là thôi nó hành cho tôi 10 sát xong rồi cái tôi cọc xong rồi kiểu tôi kiểu mấy đứa bạn đưa thì kiểu mày muốn đỏ lane không hay mày cần giúp gì không, tôi không 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 cần, xong cái tôi tắt nick Discord xong tôi out game. Nhưng mà hôm nay là một ngày vui, let's go baby. Oh, một bạn vàng, ok một bạn ba, ok ok let's go baby. Xe đây rất là đỉnh. Đó, bắn là mình phải bắn như thế này đúng không? Kiểu mà mình phải lắc lắc ra kìa. Thôi nè. Ôi, ê, vô vô lại. Rồi, nhức đầu quá, nhức đầu quá. Ok, ok. Đại mong kê đi, tôi kê, kê flank cho. Đó, đó. Ôi, nó bị lắc kìa. Nó bị lắc kìa. Lắc đúng lúc thế. Ừ. Ôi, xuống, nó qua cùng teleport rồi. Ủa? Ờ, one inside. Last player standing. Sao trời bắn kinh thế? Flash rồi, vô thôi, let's go. Ủa? Don't jump in, dude. Why? I thought you flash. Cái gì vậy, bắn ngu quá. Cái này bắn ngu quá. Sage, stop jumping into sight. Wait for the smoke. I'm sorry. Reyna, time to hunt. Guys, sao Kai bỏ túi đây rồi? Sova removed. Elbow. Thirsty. Huh. Easy. My ultimate is not ready. They think they put us in the dirt. Easy. They're gonna find out. Oh, không thấy đường. Flash mù quá. Mù quá. Không thấy đường. Kỳ quá à. Chơi game mà flash. Flash dục đi. Game mà chơi flash kìa. Cầu xong luôn. Đi một bro. Rồi xong luôn. Bắt bài be like. Ranker đang cố gắng không toxic. Không. Ranker đang cố gắng để cho các bạn ấy không toxic chứ Ranker. Bắn như thế này mà tụi nó mà toxic cho nó cho nó chửi vô mờ mà. Nhưng mà đây là lúc mà mọi thứ thay đổi, các bạn hiểu không? Mọi người nhanh lên chứ mọi người. Mọi người. Mình mà. Mọi người có thể mua giùm mình được không? Ok. Ok không mua thôi. Mua thôi không sao. Tôi tự lập được. Tôi lớn rồi, tôi trưởng thành rồi. Không cần mua giùm nhá. Tự biết độc lập tài chính rồi. Ngu thế nhỏ.
Tức là lúc đó suy nghĩ tôi như thế này, phải không? Tôi đã tính là cầm cái xe tôi đặt tường không cho nó che lại cho nó không thể nào mà nó và cho đồng đội mình có thể đập bơm được. Tuy nhiên đồng đội tôi không có suy nghĩ như thế, không có cover tôi nên sao mà tôi bắn được, tôi bắn trúng với đồng đội mà, đúng không? Không nói đúng không? Rồi xong vô đi ông nội. Bình tĩnh. Ôi trời ơi. Buy me Sage, I will carry you. Okay, friend. Can someone get this? Can you buy me a Spectre? Spectre? What? Can you buy me? Please. Thank you. Stay safe. Okay, thank you. Oh my friend! Không có skin, nghèo. Classic mà không có skin, nghèo. Can I borrow your gun? Okay. When will you give it back? Mượn súng đi chứ không nào. Ê, long. Last player standing. Spike down B. Đáng sợ quá, em sợ. Mọi người cũng không, mọi người. Làm màu, từ phải làm màu. Noob. Cảm thấy là thận của nó hơi đau mấy không? Khi mà tôi kiểu nghĩ tới cảnh tôi... Bạn đằng sau lưng bạn sự fucking bạn sao bạn không? Mở thứ ổn. 12 cái nhiêu? Lật cái mồm. Lật cái mồm. Chó mày này, mày nhá. Lóc cái. Tôi xích mà. Không có tôi xích. Chị game đi tôi xích bây giờ. Ôi mày né. I'm coming. Stand down. À đồ VIP rồi liền. Hú hồn cái quần què còn nguyên liền. One hole. Đơn, đau. Last player standing. Planted. Tôi đơn hơi to nhỉ. Nó sợ nhạc cái bên thế nhỉ. Thách thức bố mày. Ơ dạ. Bắt cua. Good attempt. Team sick. Được không? Được không? Có làm được. Nice try. Các bạn à, đôi khi chúng ta chơi game là vì niềm vui, các bạn hiểu không? Chúng ta không quan trọng là rank như thế nào. Vui là được. Vui là everything, không? Everything. Vui là được. Vui. Nãy giờ vui lắm. Nãy giờ tôi ngồi đó chơi game đó thấy vui lắm. Vui mà. Vui vãi liền luôn. Cây thì sao? Cây thì thôi. Vui mà, vui.
các bạn nghĩ Omen sẽ chết? Spike down B. Spike planted. Blinded. The hunt begins. Last player standing. Attackers win. Mình toxic thì mình cũng phải GG phải không? Mình chắc là cho nó đúng. Cho nó đúng luật. Một trận thua không ngóc cái đầu lên được luôn. Thua thảm hại.